Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Tiếng chân, cả đội xanh em ơi, mà chặn đi em ơi, qua đây em, đúng rồi qua đây em ơi, nào qua đây em, qua đây em ơi, hay bạn ơi, qua đây bạn ơi, qua đây bạn ơi, ui qua đây bạn ơi, xanh mộ cho bạn ơi. Thế đã xong nhá, ngon, có luôn được cả 33 này, tuyệt vời. Toàn đồ ngon nhỉ anh em. Kẹo sẽ lượm thêm máu nha. Đó. Vì là đạn shotgun thì mình không có chơi nên mình đã vứt ra ngoài rồi nha anh em ơi. Ok, thêm một kiểu ngắm 2x này, quá đã. Cái băng súng thì mình sẽ ưu tiên cho súng tiểu liên hơn anh em ạ. Kiểu là vừa bắn vừa nhảy nó đỡ giật hơn đấy. Thế cô. Bây giờ chúng ta sẽ lên cổng chờ nha anh em ơi. Đi thẳng theo phía 120 này. Ui dồi ôi, trên này thì kẻo đã thấy ai đâu. Vắng quá mà các bạn ơi. Nào, vào trong nhà cái nào anh em. À, thêm đạn xuống trường này. Tuyệt vời. Bên này có gì không nhỉ? Ồ. Đạn xuống trường thì khoảng là 150 viên là đủ rồi anh em ơi, không cần nhiều đâu. Vì là kẹo chơi xuống tiểu liên MP79 là chính mà. Ui cái đậu xanh. What the hell, cái đậu xanh. Có người ngay phía dưới các bạn ơi. Ui chưa thấy các bạn ơi. Ơ what the hell. Mình nhớ là có một đứa ở dưới cơ mà. Chỗ này không phải à? Thằng nào vừa chơi súng bắn tỉa vậy? Cái what the hell anh em ơi. Lên phía trên cái đá anh em ơi. Mình sẽ chạy thẳng lên phía cổng trường nhà. À đây, ở đây. À đây rồi, tưởng gì? Ở đây à? Ở đây à? Ở đây à? Tưởng gì? Úi dồi. Ngay Red Zone nhé em ơi. Sợ chưa, sợ chưa? Bắn gì vậy? Mình không có băng keo các bạn ơi. Em ơi, anh thì 11 giờ thì anh sẽ offline nha em ơi. Không có like đến 24 giờ đâu em ơi, 24 giờ lâu quá. Like thế thì mệt chết mọi người ơi. Ở cái đậu xanh, nó vẫn đang đứng đó này. What the hell. Ui. Sợ quá nhỉ, qua đây em ơi, qua đây. Chú là anh sợ đấy nhá. Qua đây em ơi. Hey bạn ơi, hãy qua đây. Ui cơ liệu à, ui cơ liệu à. Thế thì ghê rồi, thế thì ghê rồi. Thế thì ghê rồi, thế thì ghê rồi, ui. Thế thì ghê rồi các bạn ơi, ghê rồi, ok. Tính kêu ai nhỉ, ui dồi ôi thanh niên này. Bạn tính kêu mình nhỉ, tưởng kêu mình mà dễ hả bạn ơi. Ok đã xong nhá. Scope đích này. Đây, trang bị scope đích luôn. Mình sẽ cần lượm thêm tí máu nha anh em. Thêm 2 tủ máu này, ok. Thêm đồ nữa, tuyệt vời. Còn máu nào mọi người ơi. Hello anh em. Chúc anh em xem live vui vẻ nhá. Cảm ơn tất cả mọi người. Ui cái đậu xanh. À đây à, 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 à đây à. Ui à đây à, ui à đây à, mình chạy à. Mình chạy à, à mình chạy à. Mình chạy bãi nhà, mày chạy bãi nhà, xanh mộ cho em. Tưởng là chạy với anh mà dễ hả anh em. Úi dồi ôi. Đã xong nhá. Mình sẽ chạy qua hộp sắt kia luôn anh em ơi. Để xem là kiếm đồ gì ngon nào. Ok mình sẽ chạy qua đây các bạn ơi. Ăn nấm nào. Ngon. Hello các bạn. Đây. Chạy qua luôn chỗ thỉnh hướng 195 nhá. Xem là có súng ngon hay không nhỉ anh em. Em ơi, lại đến 11 rưỡi thôi em ơi. 24 giờ ngủ lâu quá em ơi. Anh mệt lắm. Có giảm thanh này các bạn ơi. Luôn giảm thanh này. Trang bị luôn này anh em ơi. Let's go. Vứt bớt đạn xuống trường và mình sẽ lượm thêm đạn xuống tự liên này. Ok. Chắc là mình sẽ chạy qua cái UAV cái đá anh em. Rồi nha.
Xin chào 1206 bạn nhé. Ở đây kẹo chưa thấy ai cả để khá là vàng đây. Và còn lại 23 người chơi nữa cơ nha. Cố gắng kiếm trận top 1 nhỉ các bạn ơi. Hello nha em. Mình sẽ ăn tạm cái nấm cái đã. Cho tới người đây là ăn tạm nấm thôi. Let's go. Uầy, cái đậu xanh. Ngoài này hình như là có thằng nào vừa bắn nổ UAV nữa các bạn ạ. Đây qua luôn. Trời ơi, chán ghê ta anh em. Đó, chỗ này có cả máy bay này. Máy bay thả dù hả? Ok, đây kẹo lên luôn. Ngại gì hả anh em. Hello các bạn và chúc các bạn xem live vui vẻ nhá. Ồ, tôi nghe được tiếng gì đó. Ui, làm quả có xe motorchuck mà thính rơi như này. Sao lấy được hả các bạn ơi? Ca này hơi khó nhá. Lấy một niềm tin rồi anh em ạ. Thế thì nó lại gắt quá rồi các bạn ơi. Mình sẽ chạy theo phía 15 độ và tiếp tục loot thêm thính nha anh em. Là mọi người. Ui, không mệt đâu em ơi. À đâu, không mệt đâu anh. Mệt mà em ơi. Ta đấy 24 giờ thì quá mệt luôn. Bởi vì là anh live gần 3 tiếng rồi em ạ. Nói nãy giờ là cắn hết cả họng rồi. Đây, chạy xuống phía dưới cái đã anh em ơi. Wow, từ từ anh em ạ, phải chạy qua. Chạy qua để rút thính các bạn ơi. Đây coi anh em, nhìn mà anh chạy thế thì anh vẫn trẻ mà em. Ui, cái đậu xanh. Nó này, what the hell ơi. Ui, chạy nhanh vậy. Bị lá hả anh em? Sao chạy ghê vậy? Ui, chạy nhanh vãi trưởng. Mình còn nhấn lộn cả nỗi âm lượng nữa. Làm gì vậy? Trời ơi thân niên. Làm gì vậy hả em ơi? Xanh mộ cho em, buồn cho em. Ok. Ở đây chỉ là thính FD thôi mà. Thế là xong đời một thân niên. Đây các bạn ơi, còn lại 16 thân nữa nhá. Boss thuật ở đây à? Thế mình sẽ chạy qua đây một xíu này. Xem là kho quân sự còn thằng nào hay không anh em ơi. Let's go. Lên luôn nhỉ. Người đâu rồi các bạn ơi? Uầy, kẹo nghĩ là không còn ai ở kho quân sự đâu các bạn ơi. Các bạn ấy chạy hết rồi nhá. Còn lại 15 người chơi nữa anh em ơi. Cố gắng kiếm top 1 nào. Uầy, bây giờ là 14 người chơi nữa này. Để coi. Ui dồi ôi. Mình sẽ chạy qua phía này các bạn ạ. Không thấy một ai cả. Trở lại đây coi. Biết đâu là đảo quân sự cho nó chưa ra hết anh em ơi. Ở kho quân sự này. Đấy, kho quân sự mới là chính xác nha. Kẹo nói lộn một xíu, sorry anh em. Bây giờ thì chắc là mình sẽ vào bo trước cái đã. Đấy, để tiếp tục săn mạng nào mọi người. Bo càng ngày càng nhỏ rồi. Bây giờ là còn lại có 14 đứa này. Cố làm trận tốt một nhỉ anh em. Bây giờ mình tranh thủ mấy anh cái nấm ba củ này. Ăn luôn nấm nha anh em. Let's go. Đây, cùng kẹo lên sân mạng này các bạn ơi. Chưa thấy người đâu nhỉ. Uầy, chỗ này, căn nhà này chắc không có ai. Thấy im lặng mà. Nên là làm gì có ai hả các bạn ơi. Chắc là bây giờ chúng nó ở khu vực thung lũng cả rồi cơ. Này này, hôm nay không có một ai rồi này. Ok, thế mình sẽ chạy lại qua phía thung lũng nha các bạn ơi. Đây, đây vào đây chạy luôn nào anh em ơi. Không phải ngại gì nha. Ui, lại thình phía trên nữa hả? Kẹo tranh thủ chạy qua lúc thình nó nha anh em ơi. Đây, qua luôn ngại gì hả các bạn. Thì nhờ ngay phía kia thôi. Cho nên mình sẽ lên tạm con xe này nhỉ.
Có sợ bị bắn không anh em? Let's go thực kệ luôn. Đó, có xe chạy qua lút thính cho nhanh các bạn ạ. Ui, ngoài bò. Không sao cả, kẹo chơi nhây mà anh em, ngại gì đâu. Xem là thính có ngon không anh em ơi. Chạy ra ngoài bo lút thính luôn nhá. Đó, ui. Cắn máu đâu quá nhỉ. Một giây mất 3 máu anh em ơi. Thật đi ghê rồi. Thật đi ghê rồi anh em ơi. Ui. Ở đâu? Thính phía dưới các bạn ơi, kẹo hơi nhầm. Sorry anh em. Sorry anh em là hơi nhầm xíu nhá. Thính chỗ này. Đây mới là thính mới đây các bạn ơi. Đây mới là thính mới nhá. 12-49 à. Thôi anh em ơi. Kẹo không có chơi cái thính này. Vừa chạy vừa bơm máu thôi nha. Uầy. Cắt máu đâu quá nhỉ các bạn ơi. Mình sẽ chạy lên phía trên này. Thôi anh em ơi. Vứt xe đi cho nó an toàn đấy. Để kẹo còn kịp dựng tấm ban nữa nhỉ. Cái đậu xanh, cái đậu xanh, cái đậu xanh. Đậu xanh bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi. Mình sợ bạn quá rồi đấy. Mình sợ bạn quá bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi. Hey. Hello bạn ơi. Mình lại sợ bạn quá cơ anh em ơi. Bo sắp thu rồi, để xem nó chạy đâu này. Chạy đi em. Bo sắp thu rồi nhà em ơi, không chạy là chú xanh mộ rồi nha. Chạy đi em ơi, chạy đi em ơi, chạy đi em ơi. Ui chạy đi em ơi. Chạy đi em ơi, ui chạy đi em ơi, chạy đi em ơi. Đúng rồi. Chạy đi em ơi. Chạy đi em ơi. Ui. Có bo cho em. Nào. Chạy đi em ơi, chạy đi em ơi. Ui chạy đi em ơi. Ok xanh mộ nhé. Phải tính chơi với anh à? Ồ. Đây. Bây giờ còn lại 7 đứa nữa anh em ơi, cố gắng top 1 nào. Cố gắng vừa chơi vừa săn mạng top 1 anh em ơi. Ui. Và kẹo mới chỉ có cho mình được 5 kill thôi anh em ơi. Let's go. Mình có Athena Kelly thì chạy thoải mái rồi. Ơ, phía sau này có người à? Hình như là có một đứa các bạn ơi. Không có ai à? Hên vậy. Tại là có người cơ, let's go. Trong này vẫn là trong mo anh em ạ. Nào. Cả còn lại 1 tí máu và không có bom keo cơ. Thế mới chán. Lúc này xả hết bom keo rồi anh em ơi. Xanh mộ nha em. Kẹo qua lúc thêm máu đây anh em ơi. Ok. Bom keo các kiểu này, tuyệt vời. Lại có bom keo rồi anh em ơi. Tuyệt vời, ngon nhá. Năm ba này. Năm ba kẹo có từ lúc nãy rồi thì phải. Ok. Có mỗi hai quả bóng keo thôi ạ. Ui ít vậy. Ít vậy sao chơi hả các bạn ơi. Hai quả bóng keo thì lại hơi bị ít đấy. Mình đang có 16 mà xem này. Thế lượn xem một vòng nhỉ. Ok lượn xem một vòng để săn mạng luôn nào. 6 mạng nữa ra top 1 rồi các bạn ơi. À đây à. Đây có người à. Đây có người à. Em ơi xanh mộ cho em ơi. Máy tính dựng anh bằng bóng keo à. Anh sợ chú quá nhỉ. Bóng keo này ok, có một quả thôi anh em ơi. Let's go lên xe và tiếp tục săn mạng nào anh em ơi. Bằng thứ 2 vứt đi các bạn ơi, không cần nhá. Người đâu? Người đâu rồi nào? Đứa nào chạy qua đây nào? Chưa có ai chạy qua đây cả các bạn ơi. Ui, ngay phía dưới này. Bạn nhau ghê vậy, ui. Kẹo chạy xuống góc vui nha các bạn ơi, từ 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 từ. Đây, từ từ. Không việc gì phải vội cả các bạn ơi, đây, vòng lại này, vòng lại này. Vòng lại này, đúng rồi. Vòng lại này anh em ơi, nào mà chạy đi. Mà chạy đi em ơi. Xuống đây em. Xuống đây. Xuống đây em. Anh cứ vào bò trước cái đá, kệ chú nha. Anh vào bò trước cái đá nhá. Ôi bạn ơi đừng. Đừng bạn ơi, đừng. Đừng như vậy bạn ơi. Đừng như vậy, đừng như vậy, đừng như vậy, đừng như vậy. Ui, đừng như vậy, ui. Phía trên cũng còn người nhá. Căng vậy anh em ơi. Căng quá nhỉ, sao chơi, căng quá nhỉ, sao chơi. Ui, căng quá nhỉ, sao chơi anh em. Ok, đã xong. Cần máu nhanh nào các bạn ơi, ui. Phía trên là bằng nhau, rất là căng nhá. Phía dưới một đứa chân tròn này, ok. Chờ cái nốt đưa phía dưới cái đã anh em ơi. Xuống đi em ơi. Mày xuống đi em ơi. Mày xuống đi em, mày xuống đi em, mày xuống đi em. Ui. Mày xuống đi em ơi, xuống đi em. Ồ, dựng bong keo thế à. Dựng bong keo thì trốn được không em ơi.
Vẫn đang ở trên à? Cái đậu xanh không chặn được cả, như vậy. Đây anh em ơi, đổi qua dòng số 3 này. Các bạn ơi, cầm sẵn bông keo này. Người đâu anh em ơi, người đâu anh em ơi. Ui. À, ngay chỗ bông keo bên kia nhá, thằng cuối rồi anh em ơi, thằng cuối rồi. Thằng cuối rồi các bạn ơi, thằng cuối này. Ui, thằng cuối này. Ok, thằng cuối này. Nào, thằng cuối này. Làm gì căng hả bạn? Làm gì căng hả bạn ơi? Không gạ team up nhé. Làm gì căng? Làm gì mà căng? Bo bên này này. Bo bên này, chú xanh mộ rồi nha em ơi. Qua đây. Đúng rồi, qua đây. Qua đây nhân giống này anh em ơi, tuyệt vời. Yes. À, mừng được các bạn ơi. Úi dồi ôi, ngon. Phát này thì kẹo tới 1 rồi các bạn ơi. Yes. Nhân giống nhá. Trận này thì kẹo đã có được 9 kêu tới 1 này các bạn ơi, tuyệt vời. Ok, và lên anh, bạch kim 3 luôn. Yeah, anh em ơi, 9 kêu tới 1 này, đã ghê ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.